Trời ơi, bà Tuộc còn sống luôn kìa mọi người kìa. Em lo cái gì trời ơi, đã chưa. Mình bán bao nhiêu một phao? Coi chừng nó phun mực vô mặt á. Và thôi đừng bắt lên, đừng bắt lên, cậy nó về được rồi. Ồ đã quá ha. Ồ lobster của Cali kìa. Ồ đúng rồi, đây là đầu tiên mình thấy luôn. Ở bên Florida là nó có bông ha, bên đây nó không có bông. Ừ. Trời đã chưa mọi người ơi. Cái này mình bán bao nhiêu một phao? 20 đồng hả? Ok, trời đã không có nặng chịch luôn á mọi người. Rồi, đã quá. Hay à. Rồi các bạn ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cái con ghẹ nó bự như vậy nha. Ở trong chợ á, cái con ghẹ nó nhỏ dữ lắm nha. Nè, coi cái càng của nó nè. Trời ơi, đây là nó vừa mới yếu cho nên mình bỏ vô tủ đá để giữ tươi thôi, nhưng mà bên đây còn sống nha. Đây mọi người xem nè. Trời ơi, nó bự nè các bạn ơi. Nè, một con là một phao có đó nha. Đây. Trời ơi, mình kiếm những con ghẹ to như thế này mà để mình mua về mình ăn hoài mà mình kiếm không có được. Bữa nay mình lần đầu tiên mình thấy cái anh này ảnh bán nhưng mà hả, cái số lượng nó rất ít, trong đây nó ít xịt à. Đúng không? Ít lắm, bao nhiêu phao đâu phải không? À, có 30 mấy phao thôi. Cái này em rửa rồi. Ok. Giờ em rửa cái này. Xong ok. Mình làm gan me, gan muối, làm khoảng chắc được khoảng 3 món đi. Nhưng okay. Mà ăn không có hết nha. Có mình ăn, hai anh em mình thôi ăn. Ở nhà anh có ai không? Không, một mình only. Không hết đâu, mình chỉ làm một món hấp hoặc là gì cho nó gọn thôi. Bây giờ mình làm một món hấp. Món hấp. Một món súp me. Rồi xong vậy thôi. Món gan muối. Ba món ăn gì hết? Một món khoảng ba con thì mình ăn ba con thì dư sức. Ờ một mình ăn được. Ừ, thì ba món ba con là. Trời ơi. Trời ơi, đã quá. Hả? Ôi trời ơi. Ừ. Đây ghẹ đực nè. Ghẹ đực nè. Ô vậy là nó, người ta bắt là người ta không bắt ghẹ cái đúng không? Cái này là sắp ra để mình nấu ba bia mấy con ba con nha. Trời ơi, có bao nhiêu rồi tự ở nhà anh còn nhà anh nữa mà vợ em ừ trong nhà nữa mà ừ còn hai con để làm gì rồi quất hết luôn đi trong nhà nữa còn hai con để làm gì. Rồi bây giờ mình sẽ phụ với ảnh để mình làm những cái món. Ok. Trời ơi các bạn ơi, có nguyên cái bếp luôn nha. Có license này ngoài nha. License gì? Có license nấu ăn này ngoài hết á. Trời sao hay vậy? Này em có license mà. Ồ. Nuôi mấy cái này cũng phải có license luôn. Bán online. Ờ bán online. Dạ. Ồ. Có nghĩa là người ta tới nhà em mua được. Còn cái bếp là mình phải cũng phải có license mới nấu được hả? Dạ có chứ. Ủa ngộ vậy, ví dụ nhà mình muốn nấu thì nấu thôi chứ. Ủa nhà mình thì không nấu, nhưng mà nếu mà em nấu bán cho khách á. À, ok. Bán cho khách thì cần phải có license. Dạ. À, mới được nha, được phép. Ok, hiểu rồi. Mình phải đăng ký license. Bây giờ anh sẽ bẻ những cái càng ra, anh lắc gì, lắc muối hả? Dạ, làm rang muối tuyết. Rang muối tuyết, bạn ơi, trời ơi. Thật chắc ghê không? Nè, thật nè. Chưa. Trời ơi, thịt nó lòi ra kìa. Anh này là gốc ở dưới Bến Tre à, cho nên nói cái giọng mà miền Tây á, là mình khoái à. Rặt luôn. Trời ơi các bạn, nè. Giật ra một cái nguyên nồi thịt vậy nè. Càng lớn. Lỗi xanh này cũng hiếm, ít có. Ngày mai ốc bu về kìa. Ngày mai có bu tươi vậy. Ốc bu tươi hả? Dạ. Ok, mai có bu tươi. Con lớn vậy nè, có bu bự cái phao con á, có bu giùm đỡ. Về em bán hết rồi chứ thì anh em mình anh em mình tình thương bến thương nhau á. Dạ. Rồi anh em mình chơi với nhau thôi. Trời ơi. Thôi đủ rồi. Để em lấy cái nồi em hấp. À.
Đây là con tôm hùm của Cali nè mọi người ơi. Đó. Đây là cái bếp mà ảnh dùng ảnh nấu cho khách luôn. Ví dụ khách rồi muốn ăn cái món gì đó, xào me, rang muối hay là gì đó, là order những cái đồ ăn này của ảnh. Và sau đó anh sẽ làm sẵn cho mọi người luôn. Mọi người chỉ tới pick up mà thôi. Ok, mọi người tới pick up chứ không phải ảnh giao vậy đi nha. Ảnh không có giao. Mình thật sự mình nói từ ngày mình qua Mỹ tới giờ á, mình đi ăn những cái con ghẹ này á là đa số trong chợ. Mua có 5.99 đồng một pound thôi. Nhưng mà những con ghẹ trong chợ nó rất là nhỏ, nó không bao giờ mà nó bự như vậy. Thì mình mới thấy là những con ghẹ này nó to như vậy. Và anh bán với một cái giá rất là phải chăng ha. Cho nên là mình có thể mua về ăn mà rất là dễ dàng. Ở đây là mình biết ảnh và mình giới thiệu đến cho mọi người thôi. Chứ mình không có quảng cáo, quảng kiết gì hết cho ảnh hết. Mình chỉ giúp cho ảnh thôi. Anh dễ thương. Có cái gì. Bây giờ mình hấp cho chín hết, bắt đầu mình mới xào đúng không? Dạ. Dạ. Hấp mấy cái này, hấp cua, hấp vậy thì lúc nào cũng được rửa hết á. À, để cho cái nước nó nằm ở dưới cái mai, có phải không? Cái gạch nó không có chảy ra ngoài. À, gạch không chảy ra ngoài. Dạ. Cua hay là ghẹ gì cũng vậy, úp lật ngửa ra. Dạ. Khi sống thì nó nằm sấp, còn khi chết nằm ngửa, vậy thôi. Sao kiểu nào cũng tư thế nào thấy thoải mái nào mà. Ừ. Bây giờ với cái số lượng như đây là không đủ bán cho khách rồi nè. Ngày mai có đi lấy thêm không hay là nó chỉ có nhiêu đó thôi? Mình muốn mình kêu nó gửi overnight cho mình đó. Ok, theo mình á, anh nên order overnight đi. Khi mình post cái clip này lên á là chắc chắn là anh sẽ bán sạch sẽ. Yeah. Mình hứa với anh luôn. Yeah. Thiệt, thật sự. Trời, cái càng này mọi người. Dài bằng cái hơn cái bàn tay mình luôn. Dạ. Bỏ con tôm vô hấp luôn để cho anh ăn thử con tôm nữa. Ờ, bỏ con tôm vô luôn hả? Tôm dạ. Con tôm này mình chưa ăn luôn nha các bạn. Lần đầu tiên luôn. Tôm này á mà mình ăn. Anh có thử ăn cái món mà tôm một lửa chưa? Chưa. Nó lạ lắm. Có nghĩa là cái tôm nó chỉ chín được phần ngoài thôi, nhưng mà phần trong nó vẫn còn sống. Giống ăn chấm mua sao wasabi. Yeah. Ha. Anh chấm có nhiều loại sốt để anh chấm đó lắm. Ừ. Tại vì em làm á có nghĩa là nguyên con tôm này anh dòm thấy là con tôm nó chín. Ừ. Chứ thật sự ăn vô là con tôm nó còn sống. Ồ, có lý. Nhưng, hả? Nhưng mà không tanh không thôi nha. Ok, hay quá. Thích lấy loại nào thì cứ lấy thôi. Rồi, bây giờ mọi người xem cái clip này của bầu trời Cali và chú ý giùm bầu trời Cali ha. Thứ bảy này anh sẽ về cái ghẹ đó và có ốc bu có không? Có tôm hùm tôm đỏ tôm lai king crab cua đá rồi nguyên có sạp có lương nữa. Có nghĩa là ngày thứ bảy mọi người hãy đến ngay tận căn nhà này và mua, ảnh sẽ bày ra hết nguyên cái sân. À, giống như bán chợ trời vậy đó. Mọi người muốn làm gì làm, muốn lựa gì lựa, muốn mua gì mua và cân phao tính tiền. Ok, ngày thứ bảy hàng tuần đúng không? Dạ, hàng tuần. Thứ bảy hàng tuần ha mọi người ha. Dạ. Ảnh là không nhận order trên phone, ví dụ như gọi order cho chị 10 pound, cho chị 20 pound là ảnh không nhận nha mọi người ha. Mọi người chú ý giùm bầu trời Cali trong cái clip này là ngày thứ bảy đến ngay tận căn nhà này mua mà thôi. Bảo đảm anh sẽ cháy hàng. Dạ. Bây giờ chơi lạ. Lần đầu tiên thấy mà bán hải sản mà tại sao nhà. cũng hay. Em xin cái license nó cực lắm chứ bộ. Vậy hả, xin license cực lắm hả? Dạ. Ồ. Tại vì cái license nó có nhiều dạng license lắm. License mà đi sang Bắc về anh sang lại thì nó khác. Ừ. Còn mà mình bán ở nhà mà mình xin license theo kiểu online nó khác. Ừ. Nghĩa là mình là người thâu mua cái seafood của những cái business lớn. Rồi. Thì những cái business đó cái license của họ nó họ mới cover cho cái việc mình bán ở nhà. Ừ. Thì mình ở nhà mình cũng phải có riêng một cái license của mình là mình bán online.
Nào các bạn ơi, phải có license ha, ảnh có license đàng hoàng cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm ha. Thứ bảy mình sẽ đến đây. Thường là mấy giờ anh bắt đầu mở cửa? 8 sáng hả? 8 giờ sáng ảnh sẽ mở cửa bán cái hải sản này, mọi người chú ý ha. Thì mình sẽ đến đây và nếu mà mình sẽ đến mình quay phim và có thể mình sẽ gặp những khán giả yêu thương ha. Rồi bữa nay là qua bên đây rất là vui. Vô tay. Con này á mà bắt nó kiểu này nè. Ôi, là nó kẹp ghê thiệt á. Không nhận luôn. Cái càng của nó quá dài, dài hơn cái mình đó luôn. Cho nên bắt mọi người, thấy ngón tay mình đâu mọi người. Thấy không? Mọi người thấy nè. Đừng có con lóng à. Thấy ngón tay mình đó. Sao con? Thiên hồ hả? Thi hồ hả? Thi hồ cái anh coi của em. Rồi. Bây giờ nè mọi người ơi, bây giờ rất là tế nhị khi mà mình post cái số điện thoại hoặc là post cái địa chỉ nhà của ảnh lên trên đây, cho nên là mình sẽ ghi một cái đường link ở phía dưới cái phần mini video này là cái trang Facebook của ảnh ha mọi người ha. Mọi người bấm vô cái link đó và mọi người gặp trực tiếp ảnh và mọi người nhắn tin vào cho ảnh để mà hỏi cái địa chỉ nhà hoặc là cái số điện thoại gì đó để mà mọi người có thể đến đây và mua những cái món hải sản mà ảnh đang bán. Mọi người lưu ý giùm bầu trời Cali ha. Phía dưới cái phần video này, phần mô tả hoặc là phần comment, mình sẽ ghi cái link trang Facebook của ảnh là Thi Hồ ha. Mọi người nhớ giùm bầu trời Cali. Đây là nước biển đó nha mọi người. Ủa sao anh có nước biển này hay vậy? Dạ đi chở về. Chở về. Anh chở theo những cái thùng này và anh bỏ trên cái xe truck bự lắm. Và anh chạy ra biển, anh chở nước biển về. Không nhận xiên thiệt. Không nhận hay thiệt, xiên thiệt. Ok. Mình sẽ đến đây mình xem cái lò ghẹ siêu to khổng lồ này như thế nào. Wow. Mùi thơm phức của mùi muối biển ha. Đó. Đã quá mọi người ơi. Nào. Anh đang kiếm một ốc bu gì đó các bạn. Con nhỏ nè, nuôi hả? Nuôi chó đẻ phải không? Cá vô anh nói con bự, nó bự vậy nè, nó cả phao luôn á. Mấy con này mấy con nhỏ à, để mình nuôi. Nó đẻ ra được mấy con này. Ồ, nó đẻ luôn kìa mọi người, đẻ mấy con nha. Trời ơi, đọc không đó. Thường mình phải bỏ gì vô cho nó bu lên, nó bám lên. Từ ốc bu mà. Dạ, con còn đẻ rồi, hay quá. Mình phải có cá, mấy con cá kiển thả vô cho nó ăn lên quanh. Bị kẹp chết nè mọi người, bao người coi nó bự nè. Nó bị kẹp. Ồ, uổng quá. Kẹp lộn với nhau á. Không chút nữa cho nó rộng khô hết. Mình thấy trong chợ hay rộng khô chứ không rộng nước. Rộng khô nó đỡ chết hơn hay sao á. Rộng khô nó có kẹp nhau được. Con đó còn sống. Dạ. Rồi. Nó kẹp con gái cho con gái, rộng khô đi. Rộng khô thì nó sẽ đi. Rộng khô nó không có kẹp nhau. Nó hạn chế kẹp nhau. Ồ, phải gấp từng con qua hả? Cái học bay nó kẹp cái xíu luôn. Bé đang ngoài đây nè.
thấy bắt mấy nhẹ khoái quá trời nè. Sao vậy? Nó kẹp nhau rồi nè. Bây giờ là trời, cái con này nó bự thiệt luôn các bạn. Con này nó không những cái này. Đưa vô nó là chặt. Nó đón không? Dàn kèo nó đón sẵn. Nó kẹp cái phê đó. Kẹp cái má nhụm ra. À. Bữa mình cũng có đi bắt ghẹ bên Massachusetts á, giống vậy nè, nhưng mà nó nhỏ, nó không có giờ bự được vậy chứ. Cái size nó mình bắt được con bự nhất là cho bằng trong chợ á. Ồ, con chắc tử vong rồi quá. Tử rồi phải không? Tử vong rồi, có con nãy cũng tử vong đó, con nãy mình gấp vô đầu tiên á. Không biết giờ lạnh đâu. Để nó thúi không? Dạ, yeah, bụng quá. Ồ, bạn biết cầm lên nó nặng chịch luôn á. Nó nặng á. Chết rồi nè. Càng nó rụng cũng cả đống chứ đó. Hấp luôn. Hết bài. Càng ghẹ rang muối. Sao phải kẹt nhau chứ? Thứ bảy nha anh chị nha, thứ bảy nha, thứ bảy hàng tuần mọi người đến đây sẽ có tha hồ món cho mọi người lựa. À, những con ghẹ siêu to khổng lồ với một cái giá rất là phải chăng, bảo đảm luôn mọi người sẽ rất là giật mình. Bây giờ mình sẽ không nói giá trên này. Thì chắc chắn nó sẽ mắc hơn trong chợ một chút xíu, nhưng mà mọi người nghĩ đi, nó mắc hơn một chút xíu mà con gà nó bự như vậy mà mình có thể mình ăn được hầu như là nguyên một con luôn đó. Những cái que cái quyết này kia nó cũng đều có thịt hết đó, đó, ăn thấy bự ghê không. Anh phải bây giờ anh sẽ rộng khô, có nghĩa là không có nước, chứ để trong nước á nó kẹp nhau nó chết ngắt hết trơn. Với phần nhiều khi oxy thiếu nữa. Oxy nếu ấy bỏ vô hồ lớn thôi. Tại vì nó quấn lộn vô giữ nó chết luôn hả? Đây 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 đây. Anh thấy nó không giữ ghê không? Chết luôn rồi. Trời ơi. Chứ là phải ship đi nó. Nè, nè, đây là cái dấu mà tụi nó cắn nhau nè mọi người. Nè. Ô, nó kèm một khoát lủng cái mai luôn, ghê thiệt. Vậy thì sống gì nổi. Nè. Ô, bữa nay là ăn ghẹ chữa cơm nha. ăn là xỉu luôn á. Trời ơi, chết hết ráo. Thì các bạn yên tâm đi ha, những con ghẹ chết này là ảnh sẽ không có bán cho khách đâu. Tại vì khách sẽ mua được những con ghẹ còn sống giống như vậy. Những con ghẹ chết thì anh sẽ lấy ra và anh sẽ để dành ảnh nhậu. Bỏ tủ đá, không? Nó mới vừa ngập rồi, vẫn còn ngon như thường. Dục vô tủ đá thôi, chừng nào có khách tới rồi là lôi ra là xúc liền. Đó. Rồi, đem vô trọng đi, bỏ vô rổ bỏ tủ đá thôi. Chỉnh rồi mọi người ơi. Tan 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 tan. Con tôm hùm. Dạ, màu đẹp ghê không? Dạ. Yeah. Màu này không cần phải chỉnh. Tôm hùm bông mình ăn rồi, chứ tôm hùm kia, còn cái này là chưa nha, mình chưa ăn cái tôm hùm nó màu đỏ sẵn luôn. Nó còn sống mà nó cũng màu đỏ. Mấy cái càng thì ảnh sẽ làm món khác ha, rang muối quá. Dạ. Càng ghẹ rang muối. Trời ơi. Ngủ quá, ngủ mua kia quá đó.
múc riêng ra. Không, mọi người coi nè. Thấy nó bự chưa? Nó ngọt ngay luôn á mọi người ạ. Nó ngọt lắm luôn, ngọt lắm luôn mọi người ạ. Còn miếng làm hết. Rồi nó ngọt. Rồi đến có đèn để em lấy này. Sau đây là món ghẹ rang muối, à, càng ghẹ rang muối đó. Cái này ừ. Rồi. Các bạn coi nè, thank you. Thứ bảy sẽ là một ngày tưng bừng, có lửa tại đây, mình sẽ qua bên đây chơi. Mình sẽ phụ với ảnh luôn cho mọi người. Cứ qua đây mà order những cái món hải sản nhé. Làm xong rồi đi nhậu. Ồ, dữ ta. Thứ bảy, để mình rủ thêm anh Long nữa, anh Long là bạn thân. Có anh Long vui đó.
mai không hay khỏi? Khỏi đi, có gạch không? Không có gạch thôi bỏ đi, không có bỏ đi. Tại vì cua này hầu như cua đực phải không? Dạ. Cái thịt nó nhiều hơn, dạ. Thịt nó chắc hơn nữa. À. Thơm thơm mà. Trời ơi. Làm phải cũng thơm rồi cho anh em. Quá đã. Chết rồi. Ừ. Oh man. Chẻ ra chia đi. Thành con tôm rồi, cái phần của con tôm. Ui. Sao khác với con tôm mà hai càng? Dạ, thịt con tôm hay càng có gì đâu ăn, anh lấy gì anh bẻ ra tốn tiền mua cho bác vô chứ thật sự ăn đâu có gì đâu ăn. Đó, cỡ nào cũng có thịt, hai cái râu rồi nè, hai râu là thịt không á. Đồ đã vậy hả? Đã quá. Nè, thịt nè. Như một thịt nằm gì đó, nó biết gọt á. Sao nó có gạch như con kia ta? Ờ, này thích con này tùy con có gạch. Tùy con có, tùy con không. Con này không có gạch, tại con này con cái. Ờ. Trời ơi, thật không. Rồi, xong. Giờ lắc ra nữa là đây là một đồng mới bới ghê thiệt. Wow, quá dữ luôn, thơm phức luôn các anh chị ơi. Đây là ghẹ rang me nha. À, dữ thiệt. Thêm gì nữa anh thầy? Múc mới có tỏi với ớt, ớt bột mà chưa có gì hết. Vậy không có cái hũ đó là hũ sốt của mình đó. Ờ, này ghẹ răng muối với lộn. Mix sẵn với nó hả mình đó. Ờ, mix sẵn rồi mình không cần phải pha lại. Thank you.
bây giờ là món tiếp theo là ghẹ rang me. Đây là cái hũ me mà đã pha sẵn rồi đó, chỉ cần mình đổ nó vào là xong. Các bạn, mọi người biết sao mà bếp của anh mà cái gì cũng siêu to khổng lồ là anh có một cái nhà hàng ha, anh có mở một nhà hàng rồi nhưng mà bị dính vô cái mùa dịch giật này á. Rồi toàn đầu bếp không hàng chi biết rồi, còn vậy sao toàn siêu sao không. Chào quý vị khán giả. Sau khi đã anh em hì hụi từ nãy giờ mà ảnh làm nhiều hơn mình, tụi mình quay phim mà. Đã xong cái phần này rồi, quá hấp dẫn luôn. Thì mình đã tất cả những cái gì đó mình đã mô tả và mình chia sẻ từ nãy giờ ha. Anh chị cứ đến ngày thứ bảy và gặp ảnh và ăn được những con gà còn sống nha, chứ không phải là gà ngợp nha. Và to, siêu to. Rồi có cua đá nè, bạch tuộc nè, ốc bu còn sống bự vậy nè, còn sống nha. Rồi gì nữa quên nè. Tôm đỏ nè. Đó. Mọi người đến đây và ăn những món hải sản của anh này ha. Bữa nay là lần đầu tiên mình cũng đến giao lưu với ảnh, thì cũng biết nhau qua Facebook, thì đến giao lưu với ảnh và rất là vui, và ảnh rất là hiếu khách và dân miền Tây mà, dân của Bến Tre nữa, cho nên là rất là vui luôn. Cảm ơn anh rất nhiều là bữa ăn đãi bữa ăn cho mình ngày hôm nay.
Rồi xin mời mọi người cùng dùng với vào chai cái ly ăn những con ghẹ. Cái càng nó bự lắm các bạn. Mình đĩa cái dĩa này nãy giờ. Thấy chưa? Rồi. Anh đang ngon quá. Ảnh có một cái nhà hàng và ảnh làm construction, là làm về xây dựng nữa, giỏi ghê. Ồ, làm thường nấu bếp xong là hết muốn ăn thiệt, mệt. Dạ. Đúng không? Dạ ăn chứ, đói mà. Đói ăn à? Chứ. Tưởng hết muốn ăn. Dạ ăn chứ, đói mà. Rồi mời anh nha. Rồi, mời cả nhà. Tự nhiên mời dạ, cả nhà bầu trời Cali. Dạ. Yeah. Ghẹ, rang me. Ồ, rang muối vừa ăn quá, ngon quá. Nó không mặn. Thịt của nó. Ồ, cái nước chấm này ngộ ta. Nước chấm nó làm mà chưa tới. Còn thêm một khóa nữa nhưng mà tại vì gấp quá. Ừ. Nước chấm này giống như nước muối ớt xanh bên Việt Nam vậy, tự tử phải không? Dạ, tự tử đó. Này là mình làm, người ta làm xanh, mình không làm xanh, mình làm đỏ. Mình làm đỏ, là muối ớt đỏ. Ngon ăn cũng vừa ăn rồi. Mấy cái món này chấm hải sản là khỏi chê. Nhà cũng rộng rãi ghê chứ. Ok. Ok cho khách nè, ăn thử, ăn thử cái cục này nè. Ăn được. Cái cục này là cái mình con tôm hùm á. Nha. Mà đặc biệt cái con tôm hùm đỏ ở đây mới có. Và lâu lâu mới có chứ không phải là lúc nào cũng có mọi người. Cho nên là nó có theo mùa. Có theo mùa. Từ tháng 10 cho đến tháng 3. Tháng 10 tháng 3. Ồ ngộ ha. Tháng 10 tháng 3. Ủa tháng lạnh. Ồ là những tháng lạnh đó mọi người. Vậy là mùa hè nó sẽ trốn ra những chỗ sâu hả? Nó không cho mình săn bắt mấy tháng đó. À nó không cho săn bắt vậy. Nó để cho lớn đúng không? Dạ. Ừ, nó sanh sản, nó đẻ. Cái mùa đó tôm hùm lấy trứng ngon. Ừ. Ở bên Mỹ nó có luật hết ha. Ăn thử cái mình cũng tôm hùm này. Trời ơi. Nó dai nhất rồi. Nhưng mà xạo này xạo gì thơm quá, ngon quá. Dạ cái đó là ghen. Thơm phức luôn. Nó có cái mùi, nó thơm cái mùi khói á. Cái mùi lửa á các bạn. À, đặc biệt cái độ đó mà những cái lò khè bự vậy á, mình ăn mình mới có cái mùi này, mà xóc cái chảo lên á, nó mới nghe được cái mùi này. Rồi, uống cái cho nó tiêu. Ngon quá. Vậy em có muốn bán gì cứ nói với khán giả, ví dụ vậy, đợi mọi người sẽ đến ủng hộ. Nhất là anh chị đang ở sinh sống ở gần đây. Còn trường hợp xuyên bang thì sao? Xuyên bang thì... sometimes ba lúc em cũng có ship xuyên bang, nhưng mà tùy theo món hải sản em mới ship xuyên bang, tại vì không phải món nào cũng ship đi được. Ví dụ như là cua thì mình có thể ship được, tôm hùm mình ship được, áo bu ghẹ đâu á, còn tôm đỏ đa số không có ship đi được. Ok. Ừ. Hầu như là ship xuyên bang thì mọi người chắc phải mua số lượng phải nhiều chút xíu đúng không? Ừ. Nó phải có cái số lượng chút xíu, chứ còn nhỏ thì hầu như là rất là mất đi cái thời gian của em đây cũng rất là bận bộn và bận rộn ha, thấy bận rộn ghê á. Dạ. Cũng có nhiều khách hỏi ship xuyên bang á. Ừ. Mà tại vì cái tiền cua nó không có nhiều bao nhiêu cho của khách hết. mà cái tiền ship nó nhiều hơn, cho nên đâu không nhận gửi, không có nhận ship cho khách là vậy. Đúng rồi. Giờ tính tiền sao khách giờ cái đúng tiền rồi. Cái tiền ship nó nhiều hơn cái tiền nhiều hơn tiền cua luôn. Mà đã phải gửi overnight nữa. Ừ. Cho nên cái giá từ khi mà giống như những anh chị mà hiểu rõ về cái ngành ship á. Ừ. Thì ship về cái overnight, mua mấy cái labor á,
vô cái label của tụi hãng luôn á. Thì ship nó rẻ, ví dụ như Charlie Mịch, ví dụ như 30 phao thì chỉ có mười mấy đồng vậy thôi. Nó phải mua cái label của nó. Còn mình đâu có gửi thường đâu, chứ mình đâu có đăng ký mua cái đó làm gì. Thì mình thấy hầu như là những cái tiểu bang ngoài á thì đa số là có những cái con cua đá. Con cua đá đó. Thì cua đá nè, tôm hùm Canada, tôm hùm hai cái càng á. Tôm hùm men á. Còn cái tôm hùm đỏ Cali này là không có nè. Tôm hùm bông thì ở Florida mới có nè. Và cái con ghẹ bự như vậy á thì lần đầu tiên mình thấy được là em này bán thật sự. Đó giờ trong chợ mình kiếm ghẹ bự để mình ăn mà chứ không có. Mà không biết ở đâu bán mới ghê. Thì lần đầu tiên mình thấy, cho nên là mọi người có thí dụ mà có order xuyên bang thì tìm những cái món nào bên tiểu bang mình không có đó. Đó, mình ăn nó mới có giá trị. Đúng không? Dù cho nó mắc một chút nhưng mà mình có mình ăn là mình mua thôi. Nó đáng đồng tiền. Nó đáng đồng tiền. Giống như con tôm hầm Cali này á. Nhiều người nói hai mấy đồng sao mắc quá vậy. Nhờ sự ăn cái con tôm hầm này nó mới thấy được cái giá trị của cái đồng tiền mình nó bỏ ra, nó rất là đúng. Nó ngon cực kỳ. Nó ngon. Mà nguyên cái đầu của nó hả, thịt không chứ không phải như con tôm hùm kia. Cái đầu nó bằng bọng không mà thấy không? Dạ. Ở trên đầu thì nó có gạch nhưng mà toàn bọng không có thịt. Còn có con tôm hùm này á, trên đầu nó có thịt luôn. Giá hai cái càng. Hai cái càng cũng có hai cái râu chứ. Ha. Không, cái con tôm hùm boss của Boston á, tôm hùm có càng á. Có càng. Giá hai cái càng á hết phao. Cái càng thật sự con tôm nó cái đầu là chiếm hết 50% cái phao rồi. Đúng rồi. Mà thịt cũng mười mấy đồng chứ đâu có rẻ hơn đâu. Đây như cũng 11 đồng thao hay gì. Lâu lâu không, ABC nó sale có lâu sale 5-6-7 đồng. Dạ. Mà con chút tải không? Con như vậy, cái đó tôm hùm nuôi. Còn nuôi luôn hả? Cái đó là nuôi không á. Cái của Boston là nuôi không chứ đâu có thiên nhiên đâu. Còn cái này là 100% thiên nhiên mà. Mà tôm hùm này á, theo cái này thật sự em nói, cái này là em chỉ nghe người khác nói lại thôi. Thì người ta nói á, một cái con tôm của Cali mình á là 4 năm nó mới nặng lên được một phao. Trời ơi. Ghê vậy. Dạ. Cho nên cái con tôm càng lớn á, cái giá trị của con tôm nó sẽ càng cao. Ví dụ như con tôm mà 5 phao đi là con tôm nó sống ở đích phải 20 năm. Mà lâu lâu em cũng kiếm được, lâu lâu em săn được con tôm khoảng 10 phao. Là chứng minh con tôm nó sống nó lớn tuổi hơn em. Nó lớn tuổi hơn. Nó già hơn em rồi đó. Nhưng mà người ta nói là con tôm bự nó ăn lại không ngon bằng con tôm nhỏ, không biết có phải vậy không? Cái thịt nó dai hơn. Thường thường tôm lớn như vậy á thì mình ăn sashimi. Ăn sắc mỏng nè. Sashimi là ăn là sinh con nhiều á. Tại nó bổ quá. Dạ. Tôm nó mấy chục năm rồi. Còn mấy con nhỏ nhỏ như mình đây thì mình làm món con mà khoảng chừng 2 phao đổ xuống á thì mình xào mè rồi gan muối rồi sốt phô mai trứng muối. Có nhiều món, nhiều cách để làm. Không, cái rang muối này ngon nghe. Nó vừa ăn mình khỏi cần chấm luôn các bạn. Nếu mình hấp á thì mình phải chấm với muối nước chanh hoặc là wasabi. Còn rang muối là vừa ăn luôn. Vô. Uống lên rồi. Đúng như hồi chiều về hưởng thức cái thành quả. Chiều này anh em cũng cực nhọc hả? Anh trai cũng phải chạy đi chợ mua đồ rồi cầm máy quay rồi cực nhọc quá. Cầm cái điện thoại mệt lắm chứ bộ. Dạ, không phải giỡn đâu. Dạ. Nói chứ là muốn có một cái video cho khán giả xem thì bắt buộc phải có người quay phim. Dạ. Đúng không nè? Còn không thôi mướn người quay phim thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cũng tốn rất là nhiều công sức. Dạ. Phải về edit lại nữa. Dạ. Phải chuẩn bị rồi làm clip rồi cắt rồi ghép, làm nhiều thứ lắm. Cho nên mọi người xem xong mọi người nhớ bấm subscribe cho bầu trời Cali để anh em có nhiều cái động lực để làm ra được nhiều cái video mới mẻ hơn. Trong tương lai á, hai anh em sẽ có rất là nhiều video cho mọi người xem về những cái vấn đề liên quan tới hải sản. Đời sống của đời đó. Sống hải là ngư dân đi ha. Yeah. Ngư dân ở Mỹ. Tại vì có rất là nhiều người á hiếu kỳ hỏi bên Mỹ giống như là giống như lần mấy hôm trước em đi câu cá nục đồ về á. Tại sao bên Mỹ lại câu nhiều được vậy này kia? Thì nay mốt mình sẽ quay cho trong tương lai. Dạ, trong tương lai rất là nhiều. Em đi câu cá độc diện lần là mấy chục phao á.
Cá nục thì mình có đi câu ở ngay đi một phít. Cái đó nhỏ nhỏ mà. Ồ nhỏ nhỏ hả? Cá bự hả? Bánh 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 vậy nè. Thôi hấp dẫn nữa. Mùa này như hết có nục hả? Còn nhỏ nhỏ à. Mùa này á là cá nục gai. Ừ. Ờ, cái nục gai, cái nục gai nó không có lớn, nó nhỏ nhỏ, nhỏ vậy mà ăn ngon hơn. Ngon hơn. Biết rồi, bữa câu có dính cái nục gai. Ủa ví dụ như khán giả order mình đồ ăn mình làm sẵn không vậy, người ta tới pick up được không? Dạ có chứ. Có đúng không? Ờ đó dạ, đó, đó đó. Rất là nhiều ha, dịch vụ nha mọi người. Dạ. Nấu sẵn gì cũng có, hay là bán sốt kèm theo seafood. Giống như mấy chị em nào mà không có giờ mà nấu ăn nhiều á. Ừ. Thì em bán mua sốt luôn. Dạ, mua sốt của em luôn, về cái chỉ cần đổ cái chảo sốc lên về là ra ăn thôi. Hay thiệt ha. Hay hay hay. Hay. Thì mình chỉ phục vụ bà con ha, tại bên đây ai cũng đi làm hết giờ hết giấc rồi, về lo gia đình con cái nữa. Ừ. Mình mà có mình em sao em làm kịp hay vậy? Lớp hả, bán buôn lớp hả, từ lưa hết trơn rồi rút lớp xào mấy cái này nữa hả? Dạ, thời gian rảnh của em thì em đánh sót sẵn, giống như anh thấy đó, sót đánh sẵn hết rồi. Em chỉ đem ra em làm thôi. Thì cũng tốn rất là nhiều tùm lum hết á. Rồi phải hấp luộc lên nè, rồi hả, đủ thứ vô. Có em phụ cũng đỡ hả? Nó làm chiều chiều nó mới về. Ngon quá, cái đàn muối, cái đàn muối rất là ngon luôn, nó không có mặn. Dạ mà nó thơm lắm, ngon tuyệt vời. Khách của anh xuyên bang nhiều lắm nha. Dạ. Dạ, cho nên là em mà cũng muốn bán mà số hàng mà lượng nhiều quá là em phải chuẩn bị tâm lý đi, khách xuyên bang người ta sẽ em em bỏ sỉ cho xuyên bang mà không ý. Đúng. Là khách hàng lẻ thôi chứ bỏ sỉ. Dạ. Mà khách không lẻ ý là có nhiều anh chị em ở xuyên bang á. Ờ, cũng muốn mua đi về bán lại, mua đi về bán lại. Bán lại em cũng có giá sỉ tốt cho mấy anh chị ở xuyên bang mua đi bán lại. Ừ. Giống như là mấy anh chị em nào mà nấu ở nhà. Ừ. Nấu ăn tại nhà, tại vì Cali mình hiện tại giờ biết mà rất là nhiều người đang nấu ăn tại nhà. Có tù gồ á. À, dạ. Tù gồ á. Thì em cũng có cái mấy cái giá rất là đặc biệt cho mấy chị nấu ăn ở nhà bán. Quốc tiếp, cái mình có tôm hùm nữa các bạn. Ngon quá chị em nói. Cái sốt này có sữa bò nè. Đúng không? Dạ. Béo, nó béo mà. Dạ, phải có sữa đó, sốt này mới có sữa đó mới ra. Sữa bò. Nhưng mà chưa hoàn chỉnh. À, mới có 8 mà chứ chưa chín. Rất ngon mà. Lần sau đi, lần sau em đánh lại cái đánh lại anh ăn thử. Giỏi ghê. Hay. Mọi người muốn liên lạc với những em á thì như hồi nãy mình nói là ở dưới cái phần mô tả của video này có cái liên kết Facebook của anh em, mọi người bấm vô trong đó nó ra cái Facebook của anh em, mọi người nhắn tin vào cho ảnh. Nếu mà mọi người anh chị em đang ở Nam Cali này, anh em này sẽ cho địa chỉ nhà, thứ bảy đến đây pick up đồ, mua đồ. Yeah. Okay. Thì đồ sẽ được xếp nguyên cái hàng dài. Mọi người muốn ăn con nào thì gấp con đó bỏ vô bịch và bỏ lên cân hết, chỉ vậy thôi. Nhưng mà theo em nghĩ là em phải để còn trả tiền nữa. À, trả tiền trả tiền mới được đi về. Rồi, okay. Theo em nghĩ là em nên gắn cái tấm bảng mà ghi cái giá lên ngay từng cái món đồ để người ta khỏi hỏi em, cho em đỡ mất thời gian em trả. Em có để giá trên cái lúc em post cái bài á. Không, nên ví dụ em bán mấy cái hũ nè, hộp tùm 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 cái hũ thì em bán đồng sai cả giá. Vậy vậy dễ. Ok, một giá một à.
thì khỏi mà hỏi mấy ông. Tùy theo cái hũ nhỏ mấy eo thì em làm khoảng 3 đồng, còn cái hũ lớn chút thì không, ý là nói những cái món nè cua nhiêu đồng nè, tôm nhiêu đồng thì em dán cái bảng nhỏ nhỏ cái ghi cái giá lên. Cái đó công. Cái đó em có em làm nguyên cái menu. Có menu thì khách chỉ cầm cái menu gì là hết coi ha. Thứ bảy là bộ vui rồi nha. Mình tới đây mình chơi mới được. Thứ bảy từng rồi, từng mới vừa rồi bị mưa. Bị mưa mà khách có khách cũng ủng hộ đông lắm. Với lại sản phẩm của mình bán đây là em bao sản phẩm. Giống như cua đem gì. Rồi muối. Ăn lên đó gì. Cái mùi muối nè. Dạ. Nãy mình hửi nghe mình cũng sặc luôn. Mà sự nó đâu ca đâu. Nó nồng cái mùi thôi. Dạ. Bao ăn hả? Dạ, mấy cái cua đồ này kia em bao sản phẩm của em là bao ăn hết á. Giống như cua chiều này mình mua về á, mà ăn mà bị ốp á. Là lần sau tới em đưa lại con cua khác. Không có tính tiền. Có nghĩa là anh chị mà lựa cua lấy cua á thì lấy như con còn sống ha, thì nếu chết rồi thì đừng nên lấy, cái con sống về ăn là chắc cứu luôn, khỏi lo rồi. Tại vì anh biết mà, đồ dưới biển mà bắt lên hỏi mình chắc không. Thì giờ mình trăm con ngàn con cũng phải có một hai con bị chứ sao mà không bị được. Thì khách hàng nào giống như không may mắn lắm bóc trúng cái con đó thì nó bị ốp. Thì cho nên cái nhiệm vụ của mình phải bồi thường lại cho cái vị khách hàng đó một con mới, một con tốt hơn để ăn cho họ vui. Chứ đây thôi họ nói tôi xui vậy mà không ai chia sẻ cái xui của tôi hết. Còn bán là có chút trách nhiệm trong đó thì nó dễ làm ăn. Em gửi cho khách hàng mấy con mới, 10 con em đợi 10 con á. Mua nhiêu em đợi nhiêu. Tôm đỏ 25 đồng pha mà em dám đền như khách mà. Tôm đỏ mắc. Dạ. Tôm đỏ là cái con tôm mà hôm bữa mình quay ở bên Boston đó các bạn. Mình mua tới 36 đồng một phao đó, hôm bữa mình có quay clip vừa rồi đó, là cái con tôm đó. Nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn cái con tôm ở đây. Tôm ở đây mình thấy trong chợ nó bự lắm nha. Cái đầu nó. Và cái con tôm mà em này bán nó cũng bự nữa. Tôm ở trong chợ là khoảng 6, 7 con hoặc là 8 con vô một phao. Còn tôm của mình bán đây là 5 đến 6 con là vô một phao. Đó, nó bự ghê không? Con tôm đỏ nó mắc do ở chỗ á, cái thịt nó rất là ngọt và nó rất là thơm. Hấp bia hay làm gì đó nó thơm phức à. Nó thơm nhờ cái gạch của con tôm á. Dạ, cái đó sashimi cũng tuyệt vời lắm. Sashimi. Cái gì thứ bảy đi, thứ bảy mình làm cái món sashimi đó rồi để mình rủ theo ông bạn nữa. Dạ. Rồi thứ bảy nào là mình với ổng không à. Ổng nghỉ rồi thứ bảy á. Dạ. Anh em mình rủ ông tới đây cho ông chơi. Ăn nhiều vô ông trai. Ăn hả? Dạ, ăn nhiều vô. Ngon quá. Làm ăn ngon đấy hả? Mở cho hàng là đúng. Giờ là mình không có giờ đó, mình làm sơ sài. Mỗi lần nhà em đẩy tiệc á, hầu như em mời khách, khách nào cũng đi á. ít cái khách từ chối lắm. Ồ vậy hả? Rồi tới đây biết là 100% là seafood. Ở bên đây đẩy tiệc đi tới nhà khách toàn đây là cái gì? Cánh gà, cơm chiên, là bò nướng, thịt bò tắc dạ. Nướng, nghêu nướng. Dạ, tới cho em là seafood. Em để đại khách rất là nhiều món seafood, khách hay mời tới hay tới ăn đó. Tại vì nó tươi á. Tươi. Không phải cái hồi có con bà tuột còn sống luôn, bạn bự lắm. Con đó chắc cũng cao 4 phao á. Bự. Bà tuột sống làm gì ăn rồi, nấu lẩu hả? Con đó hả? Nướng với ớt. Cái rau nướng với ớt. Con đó đem hấp. Hấp hành. Anh đang thử món hấp hành bữa nay. Dạ, bữa nay em làm món hấp hành cho anh. Để nguyên con và hấp luôn. Dạ. Mà hấp chín xong cái mình cắt từng cục ra ăn. Đó giờ mình chỉ ăn nướng nè, ăn lẩu nè. Mấy con nhỏ nhỏ thôi. Con này dai lắm.
Trời ơi. Con này nhai chết người á. Rồi. Hấp hành. Đây. Ôi, hấp dẫn vậy. Dạ. Này là hấp hành. Hành lá và hành tím luôn ha. Dạ. Nhìn hấp dẫn nè. Ra cộng cộng như nữa. Mình ăn. Rất là con này nhỏ hơn, con này bữa có 3 phao. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip của bầu trời Cali ngày hôm nay. Hôm nay là một cái ngày rất là tình cờ và mình đến đây và mình review tất cả những cái gì mà mình thấy và mình hấp dẫn và vui để cho mọi người xem để giải trí. Và những cái thông tin gì đó mình đã miêu tả trong phần video và mọi người theo dõi trong đó ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.